đó quá đặc điểm của sự phân phối. Thì mình sẽ đi vào từng phần. Thì đầu tiên ấy, thì trạng thái cổ phiếu nào nó cũng vậy, thì nó sẽ có 4 giai đoạn trong một chu kỳ. Giai đoạn thứ nhất là gom hàng, tích lũy, thứ hạn tiếp theo là tăng giá, và thứ ba là phân phối, thứ tư là đề giá. Thì sẽ nói qua một chút cho những anh chị nào mà chưa rõ về những cái giai đoạn này. Thì một cổ phiếu nào nó cũng vậy, nó sẽ có các chu kỳ của nó. Chu kỳ của nó sẽ là gì? Sideways gom hàng. Đây sẽ là giai đoạn gom hàng của nó, gom hàng tích lũy. Đây sẽ là giai đoạn tăng giá đó. Đây sẽ là giai đoạn phân phối. Và đây sẽ là cái giai đoạn cổ phiếu nó bị đe giá. Thì một cổ phiếu nó sẽ tuân thủ theo 4 giai đoạn trong một cái chu kỳ. Nó sẽ vòng lặp như vậy. Và kết thúc downtrend thì nó lại gì? Nó lại sideways gom hàng. Nó lại sideways gom hàng và sau đó nó lại tăng. Sau đó nó lại phân phối các thứ. Đương nhiên không phải lần nào nó cũng chạy giống y hệt như những cái lần này, bởi vì lần nào nó cũng sẽ khác nhau mà. Chứ nó không dùng mãi một bài được, nhưng về cơ bản thì cổ phiếu tại bất kỳ cái thời điểm nào cũng vậy. Nó sẽ có 4 giai đoạn trong một chu kỳ. Đương nhiên sẽ có những cổ phiếu nó khác biệt hơn. Đó là những cái cổ phiếu mà nó không làm ăn được. Nhưng không làm ăn được thì nó sẽ không thể tăng trưởng được. Còn đây đấy là chúng ta đã xét như theo những cổ phiếu nó có khả năng tăng trưởng thì nó sẽ luôn đi theo 4 giai đoạn ở trong một chu kỳ. Bởi vì cũng giống như là anh chị nhìn lãi suất đấy. Lãi suất theo từng thời kỳ, có thời kỳ nó tăng giá, có thời kỳ nó giảm giá. Thì đối với chứng khoán nó cũng vậy, cũng sẽ có thời kỳ nó tăng, cũng sẽ có thời kỳ nó giảm, nhưng nó sẽ đúng với những cái doanh nghiệp nó làm ăn được, với những cổ phiếu nó làm ăn được. Còn những cái công ty mà làm ăn nó không được, lợi nhuận kinh doanh các thứ báo cáo tài chính nó không ra gì, thì làm sao giá cổ phiếu nó có thể lên trong dài hạn được, mà nó cứ mãi mãi đó là nó đi sideways hoặc nó đi xuống thôi. Thế là chúng ta sẽ phải chọn những cổ phiếu nào, đó là những cổ phiếu cơ bản tốt. Đương nhiên là hàng đầu cơ thì nó sẽ rất là khó đánh. Ví dụ một chút là chúng ta có những con hàng như là FLC các thứ đi, thì những cổ phiếu này nó sẽ gần như là không tuân theo quy luật chu kỳ. Nó gần như nó không tuân theo quy luật. Nó không theo tuân theo quy luật nào cả. Bởi vì nó mang tính chất đó là bị lái là chính rồi. Nó cũng giống như là mọi người đầu tư vào cái một cái cửa hàng kinh doanh ấy. Thì mình đầu tư cổ phiếu, mình đầu tư vào một cửa hàng kinh doanh thì thông thường là mình quan tâm đến lợi nhuận doanh thu của các cửa hàng đó, xem là thu chi của nó như là làm sao. Còn đối với những cổ phiếu FLC ấy, thì chả ai quan tâm đến lợi nhuận doanh nghiệp như nào cả, mà người ta chỉ quan tâm đến giá cổ phiếu nó được thổi phồng như nào thôi. Thì những cái cổ phiếu này thì nó chả có cái mẫu hình đó là tích lũy phân phối gì cả, mà thích thì nó đánh lên luôn để nó thu lợi, và cái thích thì nó đạp xuống để nó giết nhà đầu tư thôi. Có đúng hay không thì mọi người cứ nhìn cái khoảng thời gian vừa qua thì mọi người sẽ thấy nhá. Đó thì những cái cổ phiếu cơ bản ấy thì thường nó sẽ tuân theo 4 giai đoạn trong một chu kỳ, và mình sẽ đánh giá xem là đâu là giai đoạn dễ kiếm tiền nhất để mình tập trung vào cả giai đoạn đó. Thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ cần phải đi đến cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gom hàng. Đợi em kiểm tra mic một xíu, xem có vấn đề gì không. Ok. Ok, đâu rồi? Đầu tiên nó là giai đoạn gom hàng thì chúng ta phải hiểu như nào nó là giai đoạn gom hàng đã. Giai đoạn gom hàng ấy thì nó sẽ được gọi là giai đoạn mà cái dòng tiền lớn người ta thu mua cổ phiếu với cái số lượng lớn. Và thường là sau đà bán mạnh trước đó, thường sau đà bán mạnh tức là gì, là nói thẳng ra là sau cái đà đảo chen ấy, sau đảo chen thì nó sẽ đến giai đoạn gom hàng nhá. Thì câu này nó chỉ mang nghĩa là như vậy thôi. Thì trong cái giai đoạn gom hàng ấy thì chúng ta sẽ có một cái đặc điểm nhận diện, đó là gì, tức là cổ phiếu đang trên đà bán mạnh đến một thời điểm nào đó nó sẽ chuyển dần sang đi ngang, đi kèm thanh khoản lớn và tiền to đã tiến hành gom cổ phiếu. Thì giai đoạn này của chúng ta ấy, thì chúng ta phải biết đây là giai đoạn gì. Thị trường hiện tại của chúng ta ấy là đang downtrend. Thế thì cái chính bây giờ ấy là chúng ta sẽ cần phải nhận diện xem là thị trường của chúng ta là đã ra giai đoạn sideways gom hàng hay chưa. Giai đoạn gom hàng tức là giai đoạn sideways, tức là giai đoạn mà cổ phiếu có khuynh hướng là đi ngang. Thì bây giờ chúng ta cần phải xem rằng là cổ phiếu hiện tại thị trường của chúng ta đã chuyển sang cái giai đoạn này hay chưa. Thì chúng ta phải hiểu như này. Trong buổi trước thì em có nói ấy, đó là gì? Đó là một cổ phiếu của chúng ta ấy, thì thường là khi nó từ cái điểm đó là điểm gì? Điểm downtrend sang điểm sideways gom hàng thì nó thường sẽ có một cái điểm người ta gọi đó là cái điểm gãy. Điểm gãy này tức là điểm gãy của sự xu hướng, là một cổ phiếu đang downtrend tức là một cổ phiếu đang rơi như này, thì khi nó tiến hành đi ngang thì nó sẽ tạo ra một cái điểm đó là điểm gãy. Cái quan trọng là khi nào thị trường tạo ra điểm gãy này thì chúng ta mới chắc rằng là thị trường đã sideways gom hàng. Còn nếu không ấy thì thị trường của ta chỉ đơn giản đó là gì, nó hồi phục kỹ thuật và sau đó nó rơi tiếp mà thôi. Thì chúng ta phải hiểu cái cách mà chúng ta nhận diện cổ phiếu là khi nó bước ra giai đoạn sideways gom hàng ấy, nó chỉ đơn giản nó là gì, là nếu như chúng ta nhìn vào quá khứ của thị trường VN của chúng ta thì giai đoạn này chúng ta nhìn vào mắt thường một cách dễ nhất là chúng ta sẽ thấy đoạn này nó đi ngang,
đúng không? Trong khi trước đó thì nó giảm mạnh, thì đoạn này chắc chắn là đoạn sideways gom hàng, bởi vì nền tảng cơ bản kiến thức của sideways gom hàng ấy, nó là một cổ phiếu đang trên đà bán mạnh, đang trên đà bán mạnh, được chưa? Sau đó là gì? Đến một thời điểm xuống chuyển dần sang đi ngang, đi kèm thanh khoản lớn. Đến một thời điểm đây đang giảm mạnh, đến một thời điểm nó chuyển hướng sang sideways, đi ngang thì kèm thanh khoản lớn, có đúng thanh khoản lớn không? Nhìn thanh khoản này tăng không? Đó, thanh khoản ở đây tăng không? Đó, thanh khoản ở đây sao? Dù có phải nó đang gia tăng lên không? Thì đây chính là giai đoạn của sự sideways gom hàng. Thì trong cái đặc điểm của sự sideways gom hàng ở đấy, nó sẽ thể hiện rằng là tiền to đã tiến hành gom cổ phiếu. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng là tiền to ấy, nó rất khác nhỏ lẻ một chỗ. Đó là nó gom không có được nhanh. Ví dụ chúng ta có 1-2 tỷ, chúng ta có một vài chục tỷ, chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta có thể mua trong phiên là chúng ta đã mua được xong. Nhưng đối với cái dòng tiền lớn thì nó khác, nó không thể mua cổ phiếu trong phiên được. Nó sẽ phải mua cổ phiếu trong nhiều phiên. Và thường thì khi nó mua xong ấy là giá cổ phiếu, và đâu thường thì khi nó đang trong quá trình mua ấy là thường giá cổ phiếu nó đã tăng mất rồi. Và vì nó vượt mua, nó mua cổ phiếu với cái khối lượng lớn ấy thì giá cổ phiếu nó sẽ bị đẩy giá lên. Và khi nó thu mua cổ phiếu ấy thì buộc nó phải mua nhiều, bởi vì tiền nó nhiều mà. Khi nó mua nhiều thì nó cũng sẽ làm cho khối lượng nó tăng lên. Nó cũng như đoạn này chúng ta thấy. Trong cái giai đoạn mà nó gom hàng đoạn này, chúng thấy VNS của chúng ta nó tăng rất là mạnh. Và nó tăng với thanh khoản cực kỳ cao. Thật ra tiền to rất muốn gom với cái thanh khoản nhỏ. Nhưng cái quan trọng là khi nó gom một cổ phiếu với cái số lượng cực kỳ lớn, nó không thể là gom với thanh khoản nhỏ được, bởi vì nó gom thanh nhỏ khó. Nó gom với thanh nhỏ đến với cái thanh khoản nhỏ thì nó gom đến bao giờ? Hơn nữa đó là gì? Nó rất là khó, thì thường nó sẽ gom với cái lệnh lớn luôn. Và đôi khi nó vì cái một vùng đi khác, đôi khi nó sẽ cố tình gom với cái thanh khoản lớn luôn. Nó gom để sao? Để cho nhỏ lẻ thấy rằng nó đã gom. Và thông thường thì khi nhỏ lẻ thấy tiền to đã gom thì nhỏ lẻ sẽ nghĩ rằng là cổ phiếu và thị trường nó tạo đáy rồi, nên sẽ bắt đầu mua. À, và đương nhiên là khi đã mua theo ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu vẫn lên. Lúc đó thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là gì, là chúng ta đã có lời và thị trường nó sẽ có hướng uptrend, thì ngay lập tức nó sẽ dùng cái hàng sẵn có của nó sẽ quay tay để nó đạp cổ phiếu đi xuống. Và khi nó đạp cổ phiếu đi xuống thì trong quá trình đạp này nó ra một đống cái tin ối giời ơi là cổ phiếu hay là thị trường nó sẽ cực kỳ xấu thế loại thế kia. Thì chính những cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu ở cái giá cao đấy, và khi chúng ta bị kẹp lỗ trong khi ngày trước chúng ta đã trải qua giai đoạn nó đau chen như thế này rồi, và bây giờ lại tiếp tục đu đỉnh, sau đó biết tiếp tục ra tin xấu, thì chúng ta lại không biết được rằng là lại có khi nào chúng ta lại lỗ thêm hay không. Và thường là khi nó đè quá sâu rồi là chúng ta không chịu được nó bán ra, nên nó lại gom tiếp ở vùng giá dưới đó. Đôi khi nó lại cố tình đạp về vốn, kéo về vốn to để nó làm cho nhà đầu tư thi nhau vào mua với cái giá đắt. Lúc đó nó quay tay nó đạp cổ phiếu với giá rẻ thì nó bắt đầu nó thu mua, bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta mua ở đây nó đạp xuống, chúng ta đã lỗ rồi. Ngày xưa ấy